Ngày xưa, có một vương quốc nọ, một vương quốc đầy hạnh phúc. Và trong vương quốc đó, có nhà vua và hoàng hậu. Họ chỉ mong ước có một đứa con. Nhà vua và hoàng hậu đều rất tốt bụng, nên trong thâm tâm họ biết rằng một ngày nào đó điều ước của họ sẽ thành hiện thực. Không lâu sau, điều ước của họ cũng thành hiện thực. Họ sinh được một cô công chúa. Bởi vì cô công chúa trông sáng láng như mặt trời, thắp nên ánh sáng cho ban ngày, nên họ đặt tên cho công chúa là Trạng Đông. Nhà vua và hoàng hậu quyết định tổ chức một buổi dạ hội để chung vui và mừng ngày công chúa ra đời. Tất cả mọi người đều được mời. Ngay cả những tiên nữ sống ở trong khu rừng bí mật cũng được mời. Nhưng nhà vua và hoàng hậu phạm phải một sai lầm lớn. Họ quên mời một bà tiên tham gia. Tất cả mọi người từ mọi nơi trong vương quốc, các nhà vua và hoàng hậu ở các nước láng giềng dành tặng những món quà và những lời chúc tốt đẹp nhất cho Trạng Đông. Các tiên nữ tặng những món quà độc nhất vô nhị đáng giá cho Trạng Đông. Với những chiếc đũa phép, họ ban tặng cho Trạng Đông những thứ mà cô có thể cần trên trái đất. Cuối cùng, còn ba tiên nữ chưa tặng quà. Và họ cũng trao những món quà kỳ diệu cho Trạng Đông. Vẻ đẹp của thế gian sẽ đến với con mọi nơi và mọi lúc. Công chúa nhỏ, ta tặng con hạnh phúc mãi mãi. Con sẽ không bao giờ buồn và luôn hạnh phúc. Ngay khi tiên nữ sau cùng chuẩn bị chúc lành, thì một điều bất ngờ xảy ra. Cả hội trường bỗng bị bao trùm bởi một làn khói xanh. Và khi làn khói bay đi, thì bà tiên đen xuất hiện. Nhà vua hỏi vị tiên này là ai mà gây xáo trộn cả buổi lễ sang trọng. Các tiên nữ khác lập tức nhận ra đó là bà tiên đen ác độc. À, ta thấy tất cả đều được mời. Tất cả mọi người trong vương quốc, bạn bè, các vị vua và các vị tiên nữ nữa. Nhưng tiếc là ta lại không được mời. Nhà vua đã xin lỗi vì việc bất lịch sự này. Ồ, nhưng ta sẽ không bỏ vị công chúa xinh đẹp này mà không có món quà độc nhất vô nhị của ta. Nàng công chúa xinh đẹp nhất sẽ lớn lên trong sự bao bọc của hạnh phúc, tình yêu và sự ngưỡng mộ. Nhưng vào sinh nhật lần thứ 16, trước khi hoàng hôn, cô sẽ bị đâm bởi một cây kim và cô sẽ ra đi mãi mãi. Bắt lấy con quỷ đó cho ta, nhanh lên. Nhà vua hét lên, nhưng bà tiên đen đã biến mất trong tiếng cười ác độc. Tiên nữ cuối cùng phải thay đổi món quà. Cô không đủ sức mạnh như bà tiên đen, nhưng tiên nữ đã cầu mong một điều để ít nhất là cứu vãn được sự nguyền rủa tồi tệ. Ta không thể ngăn lại điều nguyền rủa, nhưng ta có thể làm cho kết cục thay đổi. Con sẽ không chết khi điều nguyền rủa xảy ra, nhưng con sẽ ngủ một giấc dài và sẽ tỉnh dậy với một nụ hôn của tình yêu đích thực. Đó là món quà của ta. Để ngăn ngừa lời nguyền rủa tồi tệ xảy ra, nhà vua ra lệnh tất cả kim mây, máy may, thậm chí bất cứ cái gì đó có liên quan tới kim mây thì đều được thu gom và đốt cháy ở sân trong của lâu đài. Với các lời chúc lành của các tiên nữ, công chúa Trạng Đông lớn lên rất xinh đẹp và tốt bụng và được mọi người yêu mến. Một ngày kia, cha cô, nhà vua yêu cầu ba tiên nữ chăm sóc và bảo vệ cho Trạng Đông cũng khá khó khăn cho họ khi Trạng Đông không được tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài ba tiên nữ. Trạng Đông lớn lên và trở thành công chúa xinh đẹp với sự bảo vệ của các tiên nữ. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, hôm sinh nhật lần thứ 16 của công chúa Trạng Đông. Cho tới khi hoàng hôn buông xuống, trước khi lời nguyền rủa của bà tiên đen ứng nghiệm, nhà vua và hoàng hậu đã làm tất cả mọi thứ để ngăn ngừa điều nguyền rủa xảy ra.
nhưng họ vẫn lo lắng là nó có thể ứng nghiệm bất cứ lúc nào. Họ nhốt nàng công chúa xinh đẹp vào trong một căn phòng để bảo vệ cô. Nhưng vì không biết những gì đang xảy ra, nên Trạng Đông không vui vì bị nhốt ở trong phòng. Bỗng dưng có một cánh cửa xuất hiện trên tường. Trạng Đông bị mê hoặc bởi cánh cửa mà cô chưa từng thấy trước đây. Và cô nghe thấy tiếng động kỳ lạ đằng sau cánh cửa. Tò mò và không biết việc gì đang xảy ra, nên cô bước vào cánh cửa. Cô bước vào một căn phòng, có một người phụ nữ đang may vá, quay lưng phía sau cánh cửa. Và Trạng Đông như bị mê hoặc, đi về phía trước máy may. Trước khi mặt trời lặn, lời nguyền rủa ứng nghiệm và Trạng Đông với lấy cái kim. Và ngay lúc đó, điều nguyền rủa xảy ra. Khi chạm đến cái kim, cô đã té xuống và rơi vào giấc ngủ mãi mãi. Và như vậy, vào lúc hoàng hôn, lời của bà Tiên Đen đã diễn ra vào đúng sinh nhật lần thứ 16 của Trạng Đông. Họ mặc cho cô trang phục đẹp nhất và đặt cô trên một chiếc giường đầy hoa. Vậy là bắt đầu chuỗi ngày Rạng Đông sẽ được biết đến như một người đẹp đang ngủ. Để bớt đau buồn, nhà vua và hoàng hậu quyết định cho mọi thứ trong lâu đài cũng ngủ theo, cho tới khi công chúa tỉnh giấc. Trăm năm trôi qua. Một ngày kia, có một hoàng tử đẹp trai đi ngang qua và chàng thấy tòa lâu đài bị vây quanh bởi những bụi gai và thường xuân. Người cận thần kể cho chàng nghe câu chuyện về tòa lâu đài và người đẹp đang ngủ. Điều này làm cho hoàng tử thấy hào hứng và chàng quyết định đi vào trong lâu đài. Gần như là khó có thể vượt qua những bụi cây quá dày và rất nhiều gai nhọn, nên chàng bắt đầu rút gươm và chặt các bụi cây để kiếm đường vào. Bằng cách này, cuối cùng chàng cũng đến được cửa chính và thấy hai lính gác ở cửa đang ngủ. Chàng mở cửa và rất là kinh ngạc. Chàng thấy có rất nhiều người ở mọi nơi nằm trên sàn. Chàng bắt đầu đi vòng quanh lâu đài. Chàng đến phòng của đức vua. Đức vua và hoàng hậu cũng đang ngủ trên ghế sofa. Sau đó, chàng nhìn thấy một căn phòng đang mở cửa dở dang. Chàng bước vào. Đây chính là căn phòng mà người đẹp đang ngủ trên một chiếc giường đầy hoa tuyệt đẹp. Hoàng tử đến bên giường, thấy công chúa xinh đẹp và nghiêng xuống bên tai cô. Nàng là người đẹp đang ngủ nổi tiếng đây mà. Nàng thật sự rất xinh đẹp. Hoàng tử thì thầm, cảm thấy tình cảm dâng trào, chàng hôn lên trán cô. Ngay lúc này nàng mở mắt ra và thấy hoàng tử đẹp trai đang nhìn cô. Khi nàng thức giấc, mọi thứ trong lâu đài cũng thức giấc sau giấc ngủ dài cả trăm năm. Nhà vua và hoàng hậu vượt qua nỗi đau, họ tỉnh giấc và chạy tới phòng của Trạng Đông, chứng kiến mọi việc đang xảy ra. Và khi họ thấy con gái xinh đẹp của họ thức giấc, họ rất vui và hạnh phúc. Hoàng tử cầu hôn người đẹp. Công chúa mỉm cười và chấp nhận lời đề nghị của chàng. Và tất nhiên là nhà vua chúc phúc cho hoàng tử, người đã cứu mạng con gái ông và cả vương quốc. Họ tổ chức một buổi tiệc trang trọng nhất và sống bên nhau mãi mãi hạnh phúc. Trong lòng đại dương kia, có một thế giới rộng lớn ẩn sâu bên dưới mà không ai biết. Những chú cá voi khổng lồ, những chú cá heo hạnh phúc nhất, những loài vật đủ màu sắc như cầu vồng. Phía biển sâu, nơi mà cả tia nắng nhỏ cũng không thể xuyên đến, dưới thủy cung, các cư dân chung sống hòa bình với các sinh vật đại dương khác.
vua Thủy Tề sống trong thủy cung với mẹ của mình và 6 cô con gái cai quản các vùng biển. Vua Thủy Tề rất yêu các cô con gái. Ông sợ nhất là một ngày nào đó các cô gái có thể bị con người sống trên mặt nước làm tổn thương. Vậy nên ông cấm các cô con gái bơi lên trên biển trước khi được cho phép. Các con hãy nhớ là con người sống trên mặt đất rất xấu xa. Tại sao con người lại xấu xa thưa cha? Nàng tiên cá Úc hỏi. Bởi vì con người làm cho biển ô nhiễm và giết tất cả sự sống của biển cả. Nàng tiên cá Úc rất tò mò về cuộc sống trên mặt nước, đặc biệt là con người. Những câu chuyện do các chị kể lại thì không đủ. Bà nội luôn cảnh báo cô về con người. Nhưng cô chỉ có thể đi ra khỏi cửa biển khi cô được trao vương miện của mình và đủ lớn như các chị của cô. Nàng tiên cá Úc nhìn chằm chằm theo những người chị của cô khi họ bơi đi ra xa và cô lên kế hoạch để ra khỏi cổng thủy cung. Cô dẫn theo người bạn cá heo và đi gặp cá voi Himrom. Vì Himrom có thể đi ra ngoài cổng thủy cung bất cứ khi nào nó muốn. Cô kể cho Himrom về kế hoạch của mình. Lúc đầu Himrom không đồng ý vì nó rất sợ vua Thủy Tề. Nhưng sau đó cảm thấy có lỗi với cô nên đồng ý giúp cô. Cá voi xanh và cá heo làm theo kế hoạch đưa cô ra khỏi cổng thủy cung. Nhìn thấy Himrom, các lính canh liền mở cổng. Cá voi khổng lồ và người bạn cá heo qua cổng một cách dễ dàng. Sau khi họ ra ngoài, chú cá voi Himrom mở miệng khổng lồ của mình và nhả nàng tiên cá Úc ra. Nàng tiên cá Úc bơi lên trên mặt nước với sự giúp đỡ của Himrom. Cô cảm nhận một luồng gió nhẹ và lần đầu tiên trong đời cô thấy mây xanh. Quá tuyệt vời! Vừa ngay lúc này, cô nghe thấy tiếng nhạc và khi đang cố tìm xem nó từ đâu tới, cô thấy một chiếc tàu không xa chỗ cô lắm. Đó là lần đầu tiên cô thấy chiếc tàu. Đó là tàu, có phải không vậy? Vậy thì mau đi thôi. Cá heo bạn của cô bảo cô không nên đi, nhưng cô đã rời đi. Cô bơi nhanh hết sức về phía con tàu. Con tàu là của nhà vua. Nhà vua tổ chức tiệc sinh nhật cho hoàng tử. Ông muốn con trai phải kết hôn càng sớm càng tốt, nên tất cả các công chúa ứng tuyển đều được mời tới tham dự. Anh ấy chính là hoàng tử. Nhưng anh ta là một con người. Cá heo cảnh báo. Nàng tiên cá Úc dùng giọng hát tuyệt vời của mình đệm thêm vào giai điệu mà hoàng tử đang thổi sáo. Hoàng tử nghe giọng hát dễ thương nên nhìn quanh. Cẩn thận đó nàng tiên cá nhỏ, họ sẽ thấy cô. Cá heo cảnh báo. Nàng tiên cá Úc nhảy xuống nước và biến mất. Từ lúc đó, quay trở lại thủy cung, mụ phù thủy đại dương đã trông thấy tất cả việc đã xảy ra từ quả cầu pha lê của bà. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Con gái của vua Thủy Tề và một con người. Hãy để những cơn bão gầm rú, cơn gió thổi và sấm sét tấn công tất cả. Với lời nguyền rủa của mụ phù thủy, những đợt sóng khổng lồ bỗng xuất hiện và không thể chống lại chúng. Thuyền của hoàng tử bắt đầu bị cuốn đi về phía những tảng đá. Nàng tiên cá Úc rất lo lắng khi cô thấy thuyền bị cuốn đi trong cơn bão. Thuyền đã sắp bị dở hơi và chìm rồi, chúng ta phải mau giúp họ thôi. Nàng tiên cá Úc lặn xuống nước ngay phía sau con thuyền. Bơi qua con tàu đắm, cô nhìn thấy cái sáo mà hoàng tử đã thổi. Sau đó đến chỗ hoàng tử đang vô thức chậm chậm chìm xuống nước sâu.
Cùng ngay lập tức kéo hoàng tử lên khỏi mặt nước và mang anh lên bờ. Tỉnh dậy đi, làm ơn tỉnh dậy đi. Hoàng tử từ từ ý thức được và mở mắt ra. Anh vẫn còn sống. Nàng tiên cá Út nói trong vui mừng. Nghe thấy tiếng chó sủa từ đằng kia, cô bỗng nhận ra nơi cô đang đứng và nhảy xuống nước, bỏ lại hoàng tử phía sau. Một trong những cận thần và một ứng cử viên công chúa đến bên cạnh chàng. Một cô gái đã cứu ta khỏi chết đuối. Giọng cô nghe rất quen và ta đã nghe ở đâu đó rồi. Đó thật sự là một giọng hát tuyệt vời. Nàng tiên cá Út bơi về thủy cung. Cây sáo của hoàng tử vẫn còn trên tay. Cô không thể ngừng nhớ về chàng. Ngay lúc này, vua thủy tề đến và thấy cây sáo trên tay nàng tiên cá nhỏ. Ông liền nhận ra đồ vật của con người. Chúng ta có luật lệ và ta mong rằng tất cả mọi người đều phải tuân theo, đặc biệt là các con của ta. Sự thật là con đã cứu con người khỏi chết đuối phải không? Con đã làm, nếu không thì anh ta đã chết rồi thưa cha. Nàng tiên cá Út trả lời lại. Đủ rồi, con người chỉ mang đến điều xấu xa mà thôi. Mối quan hệ giữa thế giới đại dương và thế giới con người bị nghiêm cấm. Trong cơn thịnh nộ, vua thủy tề lao ra cửa. Nhưng nàng tiên cá Út vẫn không có ý định từ bỏ. Cô đến bên Naga, là phù thủy đại dương, và cầu mong bà giúp đỡ. Naga đồng ý giúp đỡ, nhưng phải trả lại cho bà một thứ. Một thứ rất có giá trị. Ta sẽ chuẩn bị một hỗn hợp để biến ngươi thành con người. Ngươi sẽ bước đi và nhảy nhót trên hai chân. Và đổi lại, ta sẽ có được giọng nói tuyệt vời của ngươi. Giọng của tôi ư? Nhưng nếu không có giọng nói thì... Không còn lựa chọn nào khác. Nàng tiên cá Út đồng ý điều kiện của mụ phù thủy, bởi vì cô rất sẵn lòng làm bất cứ điều gì để gặp lại hoàng tử. Đừng quên rằng, vào cuối ngày thứ ba, khi mặt trời mọc lần thứ tư, hoàng tử phải yêu ngươi. Nếu không, nhà ngươi sẽ trở lại thành nàng tiên cá. Và ngươi sẽ phải quên hoàng tử mãi mãi. Sau lời cảnh báo, nàng tiên cá Út uống thuốc. Cô bắt đầu bơi lên mặt nước. Nhưng khi cô bơi, thì đuôi của cô bắt đầu biến mất và được thay bởi đôi chân. Chú cá heo giúp nàng tiên cá Út lên bờ. Nhìn từ tòa lâu đài hướng ra con tàu đắm, hoàng tử thấy một cái đầu màu đỏ xinh đẹp và chạy ngay đến chỗ cô. Em, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không? Đúng, đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi. Nàng tiên cá nhỏ không nói được, nhưng cô đưa cây sáo cho hoàng tử. Hoàng tử thổi lại giai điệu mà anh đã từng thổi trên thuyền một lần nữa. Cô gật đầu để nói rằng cô đã nhận ra giai điệu này từ trước đây. Ta thấy em khi ta chơi giai điệu này trên bon tàu, ta nghe một giọng hát. Và sau đó em đã cứu ta khỏi chết đuối. Và ta đã tìm kiếm với em. Hoàng tử chắc chắn rằng Ariel là người đã cứu anh. Nhưng trong ký ức của chàng thì cô là một nàng tiên cá và có giọng hát tuyệt vời. Cô cố gắng diễn tả thành lời, nhưng cô không còn giọng nói. Ta đoán nàng là một nàng tiên cá. Bỗng nhiên hoàng tử nghĩ rằng cô gái này không phải là người đã cứu chàng. Nhưng chàng cảm thấy có lỗi với cô và quyết định giúp cô. Hoàng tử đưa cô về lâu đài của chàng. Nhà vua ra lệnh bắt đầu chuẩn bị đám cưới. Ông sẽ cưới cho chàng một trong những ứng viên trên thuyền. Trong khi đang chuẩn bị mọi thứ, nàng tiên cá Út chỉ có thể thấy, nhưng không thể làm bất cứ điều gì. Không có cách nào để cô thuyết phục được hoàng tử mà không có giọng nói. Cô nhớ lại lời bà phù thủy. Đừng quên rằng, vào cuối ngày thứ ba, khi mặt trời mọc lần thứ tư, hoàng tử phải yêu ngươi. Nếu không, nhà ngươi sẽ trở lại thành nàng tiên cá và phải quên hoàng tử mãi mãi. Hai ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh,
Và cuối cùng cũng đến ngày thứ ba. Trong ngày cuối cùng này, nhà vua và hoàng hậu đã đến tham dự đám cưới của con trai họ. Hoàng tử và công chúa nước láng giềng. Nàng tiên cá nhỏ bất hạnh, cô không thể giải thích cho hoàng tử rằng cô chính là nàng tiên cá mà chàng đang tìm kiếm. Và hoàng tử bắt đầu tin rằng tất cả những gì anh thấy chỉ là một giấc mơ. Hy vọng duy nhất của cô là tình yêu cao cả dành cho chàng. Vào ngày thứ tư, khi mặt trời sắp mọc, thì nàng tiên cá nhỏ đã khóc với những giọt nước mắt buồn bã. Nhưng bỗng nhiên một điều bất ngờ xảy đến. Đầu tiên, các chị của cô đến bên bờ và bà nội cũng đi cùng. Họ đến để giúp cô. Ôi cháu thân yêu, chúng ta ở đây để phá bỏ lời nguyền của Naga. Nàng tiên cá Úc rất vui, nhưng cô không biết họ giúp cô cách nào. Và cuối cùng, cha cô, vua Thủy Tề cũng ra khỏi mặt nước. Trái tim ông không thể chịu đựng được khi cô con gái ông buồn bã. Và ông cũng nhận ra rằng không có gì giá trị bằng tình yêu đích thực. Ôi, con gái của ta, tất cả điều ta mong muốn nhất trên thế gian này là hạnh phúc của con. Đến với cậu ta đi. Vua Thủy Tề chĩa cái trượng vào cái vỏ sò trên tay bà nội cô. Trong đó cất giữ giọng nói của cô. Và giọng nói của nàng tiên cá nhỏ thoát ra khỏi vỏ sò. Giọng nói của con. Cảm ơn bà. Cảm ơn cha. Con cũng yêu mọi người rất nhiều. Hiêm Rơm nhanh chóng giúp họ bơi hết tốc lực đến thuyền của hoàng tử. Khi hoàng tử và công chúa đang tiến đến bàn thờ để nói lời thề nguyện, hoàng tử bỗng dừng lại. Chàng nghe thấy giọng hát tuyệt vời của nàng tiên cá nhỏ. Khi chàng thấy nàng tiên cá nhỏ đến trước mặt chàng trên lưng cá voi, không ngần ngại, chàng nhảy xuống biển. Ta biết là nàng mà. Nhờ sự giúp đỡ của cả gia đình và bạn bè, nàng tiên cá nhỏ cuối cùng cũng lấy lại được giọng hát và cả hoàng tử. Nhưng cô không còn là nàng tiên cá nữa. Cô vẫn tiếp tục cuộc sống của cô như là con người. Nàng tiên cá nhỏ và hoàng tử sống với nhau mãi mãi hạnh phúc về sau. Lan tình yêu, hòa bình và bằng hữu trên mặt đất lẫn đại dương.